gian dở của tuần trước. Đêm nay chúng ta cùng lắng nghe tâm sự chuyện đời, chuyện nghề của hai nghệ sĩ thần tượng, ca sĩ Thành Thảo và ca sĩ Quang Hà. Những bí mật lần đầu được tiết lộ. Như bài hát này ở phát hành thì nó vướng một cái lùm xùm, đó là bài hát này nó giống một cái phần intro của một cái nhóm nhạc nước ngoài. Và khi bản thân em thì khi đã dính dáng đến một cái gì đó nó gọi là không đẹp về scandal thì em sẽ bỏ dở luôn bài hát đó, em không hát nữa. Và chúng ta không thể bỏ qua những ca khúc đã đưa tên tuổi của hai nghệ sĩ thần tượng đến với đông đảo khán giả yêu nhạc. Vậy thôi tôi đi, tìm quên nơi xa, tìm cách xóa đi thì vẫn chưa phải nhòa. Dù phải chịu trầm luôn ngoan nghiên cứu, vẫn yêu một mình anh thôi. Còn chần chờ gì nữa, ngay bây giờ chúng ta tiếp tục những câu chuyện ký ức ngọt ngào. Vâng, chào mừng quý vị đến với chương trình Ký ức ngọt ngào mùa 3. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty MNC Picture thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và sẽ phát lại hôm sau lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Và hôm nay chúng tôi xin mời tất cả quý vị cùng gặp gỡ lại Thanh Thảo, Quang Hà, Ngọc Trang và Thái Ngân. Vâng, một tuần trôi qua nhanh quá. Và hôm nay chúng ta lại ngồi lại với nhau để cùng chia sẻ trong chương trình Ký ức ngọt ngào. Sau khi mà chương trình phát sóng, anh đã nhận được rất là nhiều thơ gửi về cho chương trình, nói rằng tại sao không hỏi Thanh Thảo về cuộc sống gia đình cũng như là những gì mà họ đang thắc mắc ghi A, B, C, D. Và hôm nay anh được thay mặt cho khán giả hỏi em một câu rất là tế nhị, mong rằng em sẽ mở lòng mà trả lời nha. Dạ. Khó không anh, khó không? Dễ lắm. Là dễ dễ. Vào những thập niên mà em đang rất là nổi tiếng. Dạ. Đó là những thập niên 90 đến 2000. Dạ. Đã có một cái tin vui, đó là em chuẩn bị lập gia đình. Mà người mà em chuẩn bị tiến tới của hôn nhân đó là nam ca sĩ Đan Trường. Có đúng vậy không? Có đúng vậy không? Anh hỏi cái đi, tất cả mọi người đều bật ngửa. Không, đó người ta cứ đinh ninh là Thanh Thảo với Đan Trường là một cặp đôi. Đẹp đôi, đẹp đôi, đẹp đôi. Yêu nhau và dạ, chuẩn bị em lên xe hoa với Đan Trường. Điều đó có đúng hay không? Anh vừa hỏi xong anh thấy toàn bộ mấy bạn đồng nghiệp ngồi bật ngửa hết. Không phải là bật ngửa, người ta ngạc nhiên mấy cái bạn này làm sao biết được, đúng không Ngân? Không thể làm sao biết được những thật ra là lúc đó là em biết gì vụ đó vì bởi vì là em biết vụ đó luôn mấy ghê. Nói chung là tuổi trẻ mà đó, cho nên là tụi em đi lưu diễn chung với nhau rất là nhiều. Thật sự là lúc đó thì Trường với em rất là yêu quý nhau, cũng đã muốn nghĩ đến cái vấn đề mà sâu xa lâu dài hơn. Nhưng mà có lẽ là do cả hai đều rất là đam mê nghệ thuật, mà thời buổi đó lúc đó là mới bắt đầu thôi, Trường cũng là mới bắt đầu sự nghiệp mà em cũng là mới bắt đầu sự nghiệp. Thành ra là tụi em vẫn ưu tiên hơn cho cái sự nghiệp ca hát của mình, ưu tiên cho nghệ thuật và ưu tiên để cống hiến cho khán giả. Vì vậy thì cất lấy cái tình yêu riêng tư của mình. Và cho tới mãi tận bây giờ thì hai đứa em vẫn rất là yêu quý nhau, thương nhau, thân nhau, chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Thưa quý vị, vừa rồi là Thanh Thảo đã trả lời cho quý vị biết rằng Thanh Thảo và Đan Trường chỉ là tình bạn tri kỷ, đúng không ạ? Sau khi mối tình này không thành, sau đó bài hát Trong Tình Yêu thì cái bài đó là em song ca cùng với ai? Dạ Quang Dũng. Có phải chăng là từ cái bài hát đó lại có tin đồn em bắt đầu chuyển hướng yêu Quang Dũng? Anh hỏi mà các bạn lại té bật ngửa nữa. Đối với em thì Thanh Thảo là một trong những người đồng nghiệp vô cùng là dễ thương và luôn luôn hết mình với bạn bè. Đó là cái điều mà em ghi nhận ở bố Thanh Thảo. Cái chuyện mà Thanh Thảo và Quang Dũng mà có yêu nhau hay không thì em chắc em cũng biết một chút xíu, vì em nghĩ rằng là lúc đó là có yêu thật. Có yêu thật. Dạ, có yêu thật chứ không phải là kỳ cảm nắng như anh Đan Trường đâu. Vậy thì em trả lời cho anh biết, lúc đó em có yêu Quang Dũng thật không? Chương trình Ký ức ngọt ngào á, chọn hai ca sĩ để mà ngồi cùng với nhau á, quá là chuẩn luôn.
nhiều khi em trải qua và nhiều khi đó chỉ là ký ức rất là ngọt ngào mà em cất giữ, thì bạn thân của em là Quang Hà nhớ kỹ hơn em và đã khui ra tất tần tật rồi ạ. Và còn rõ còn hơn cả em nữa, cho nên chương trình chọn quá là chính xác luôn. Nhưng em nghĩ rằng tất cả mọi thứ nó đều do là âm nhạc. Vì sự đam mê ca hát, hai cái mối tình đã phải gác lại. Vậy thì lý do gì? Lại một lần nữa, Thảo lại dừng sự nghiệp của mình đi sang qua Mỹ. Thật sự thì phải nói là cảm ơn những ký ức quá là ngọt ngào đã trải qua trong cuộc đời của Thảo. Đến bây giờ thì Quang Dũng cũng vẫn là một tri kỷ và là một người rất là thân với Thảo. Ngày xưa khi mà em quyết định là đi định cư ở nước ngoài là vì em nghĩ tới tương lai cho con thôi. Chứ mình cũng biết rằng là ở Việt Nam thì mình sẽ sung sướng hơn rất là nhiều. Điều kiện và sự phát triển của mình nó cũng mạnh mẽ hơn. Sang bên kia thì thật sự ra là vì mình đang có cái tên tuổi sẵn, mình có sự nổi tiếng sẵn, thì mình có rất là nhiều show để mà chạy mỗi tuần. Nhưng mà có nhiều người thì không có được cái may mắn đó, thì qua bên đấy có thể là phải làm lại từ đầu. Thành ra là đối với em thì may mắn là khi mà em sang bên Mỹ, lúc đó là em cũng đã nổi tiếng quá ở bên Việt Nam rồi. Và ở bên đó thì em có show diễn. Và vì có show diễn thì em nghĩ rằng là khán giả ở đâu thì cũng là khán giả, hát ở đâu thì mình cũng cống hiến hết mình. Và mình sống ở đâu miễn là mình thích nghi với cuộc sống ở cái môi trường đó thì mình sẽ sống nổi. Lúc mà em có em bé đó là em cũng không nghĩ là mình sẽ có em bé, vì là cũng đến cái tuổi mà người ta nghĩ rằng là không lớn nên tuổi mà không, không nên có em bé. Thật sự đây là duyên trời cho, và duyên trời cho em gặp một cái người đàn ông mà em cảm thấy là mình an tâm để chọn làm cha của con mình. Tức là người ta nói là chọn ba cho con á. Và khi em gặp được cái người mà đúng cái người đàn ông mà sẽ mang đến một cái điều bình an, một cái sự an toàn cho tương lai của con hạnh em, hạnh phúc gia đình. Dạ, và một cái hạnh phúc tuyệt vời như bây giờ em đang có, thì em thấy mình chọn đúng người. Và bây giờ con gái của em được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 5 tuổi. 5 tuổi rồi. Hay quá. Nhanh ha. Nhanh không? Nhanh. Và nhanh từ cái ngày đầu tiên mà Quang Hà thấy là em bắt đầu tình yêu của mình tới bây giờ là 7 năm. 7 năm. Dạ. Và đây cũng là một trong những người bạn mà có lẽ là hiểu Thanh Thảo nhiều nhất, gắn bó và có rất là nhiều ký ức ngọt ngào đối với lại Thảo. Vậy thì quay lại với Quang Hà. Ở đây người ta có gia đình hết rồi. Dạ. Lý do tại sao đến giờ phút này chạy theo cái niềm đam mê của em mà em không cho mình một mái ấm gia đình? Đối với em thì cái việc ca hát nó vẫn là hàng đầu. Và cho đến ngày hôm nay, sau rất nhiều năm, mấy chục năm mà em làm nghề thì em vẫn đam mê hát lắm. Và em có một cái phòng thu ở nhà. Nếu như không có việc gì làm, ăn cơm, sinh hoạt với gia đình xong là em nhốt mình vào trong phòng thu. Và em càng cảm thấy càng ngay em càng thấy lôi cuốn về công việc ca hát này hơn. Và cũng có nhiều mối quan hệ đến để mà tìm hiểu, và cũng nhiều mối quan hệ để tiến tới hôn nhân. Nhưng em nghĩ rằng là cái số mình nó chưa có duyên đủ duyên đủ nợ để mà đến với nhau, để mà thành chồng thành vợ. Thế nên là vẫn chỉ là tình nhân, vẫn là bạn bè. Bọn em đang rất là thoải mái với cái đời sống hiện tại bây giờ. Trong cuộc đời nghệ thuật của em, cái người nào là cái người mà ảnh hưởng rất lớn trong cuộc đời ca hát của em? Đầu tiên đối với em đó là gia đình. Gia đình, gia đình là cái nơi mà tạo cho em một cái nôi hoạt động nghệ thuật. Có nghĩa là gen di truyền từ bố, từ chị, để gen di truyền sang em đến với âm nhạc. Nhưng cái người mà ảnh hưởng nhiều nhất trong cuộc đời ca hát của em và sự nghiệp của em, thăng trầm cùng em, sống chết cùng em, đồng hành cùng em, thì đó là anh trai của em, anh Quang Cường. Tất cả mọi công việc đều do anh Quang Cường quản lý, và đường đi nước bước đều do anh quyết định. Em chỉ là cái người mà lên cung tên bắn là em bắn theo thôi. Và cái điều đó nó có một phần nó làm cho em cảm thấy sự an tâm, vì luôn luôn có người bên cạnh đồng hành với mình và không bao giờ mình bị lẻ loi cả. Và một điều hơn nữa là anh Cường có một cái đường đi nước bước rất là sáng suốt, nhìn xa trông rộng và biết giao tiếp, biết gắn kết em với mọi người, biết cách quan hệ để giữ tất cả những mối quan hệ với những người đồng hành khác, những người bạn diễn khác, với những nhà biên tập khác. Và em là một người khá may mắn khi mà có anh Quang Cường luôn luôn đồng hành với em. Nhà cái đó là em xác nhận đó anh. Cái này là người thân Quang Cường hơn cả em luôn. Giống như Quang Cường là một khổng minh đưa ra chiến lược để cho em, nghĩa là không chỉ là trong âm nhạc mà còn dạy em trong cả cách sống, cách cư xử và cách làm người nữa. Và bây giờ mình trở lại với Khi Ngọt Ngào, chúng ta sẽ có một thử thách dành cho hai nghệ sĩ của chúng ta, Quang Hà và Thanh Thảo. Đó là chúng ta sẽ trao đổi bài hit với nhau. Hay à ha. Hôm nay thì Quang Hà sẽ hát những bài hit của Thanh Thảo và Thanh Thảo sẽ hát những bài hit của Quang Hà. Vậy thì anh muốn hỏi Thanh Thảo, em là người bạn thân của Quang Hà và những bài hit của Quang Hà chắc chắn là em phải biết.
và chắc chắn rằng em phải ít nhiều phải thuộc vài bài. Em đi show em hát nhạc của Quang Hà đấy. Và kể cả là bây giờ là mỗi lần mà Quang Hà hit một cái bài gì đó lên mà em thấy cái phần nhạc hay quá, em sẽ gọi cho Quang Cường gửi ngay cái tông nữ cho Thanh Thảo, bởi vì Thanh Thảo sẽ không cần tốn tiền làm nhạc. Vì vậy là anh hiểu là hai đứa em mà đổi bài cho nhau là rất là dễ luôn, bởi vì là em có hát nhạc của Hà và Hà có nhà hát nhạc của em. Vì vậy là tụi em chỉ cần đổi tông thôi. Bài nào bây giờ làm ra là Quang Cường làm hai tông. Nhưng mà tông bây giờ nam anh... cho Hà, tông nữ cho Thảo. Nhưng mà giờ anh hỏi em nè, Hà rất là nhiều bài. Dạ. Trong chương trình Ký ức ngọt ngào này, em sẽ chọn một bài, chỉ một bài duy nhất thôi mà thôi. Thì để là cái bài mà em kiếm tiền nhiều đó. Bài gì? Ngỡ. Kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị và các anh chị cùng hướng mắt về sân khấu để thưởng thức tiếng hát của búp bê Thanh Thảo qua ca khúc Ngỡ. Chợt lẻ loi cô đơn cùng với đêm dài cứ trôi theo em từng ngày. Anh ơi giờ đây em cần, cần một bờ vai anh ơi, nhưng không cạnh ai lúc này để em có nơi tựa vào. Em nhớ lại những kỷ niệm mà sao trong em buồn thế. Em nghe cơn gió đang về như anh gần kề bên em. Em đưa đôi mắt em tìm nhưng không thấy anh ở đây. Em yêu anh quá mất rồi nên ngỡ như anh về chợt lẻ loi cô đơn cùng với đêm dài cứ trôi theo em từng ngày. Anh ơi giờ đây em cần, cần một bờ vai anh ơi, nhưng không cạnh ai lúc này để em có nơi tựa vào. Em nhớ lại những kỷ niệm mà sao trong em buồn thế. Em nghe cơn gió đang về như anh gần kề bên em. Em đưa đôi mắt em tìm nhưng không thấy anh ở đây. Em yêu anh quá mất rồi nên ngỡ như anh về thôi. Quang Cường đưa cho em luôn á hả? Dạ đúng. Khi hát bài hát ngỡ thì nó phải mang tâm thế của một cái người nó nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng mà nó không cần thiết phải gào thét. Và tất cả những cái gì đó nó nhẹ nhàng đó, nó là những cái mà để cái bài hát ngỡ đó nó len vào trong trái tim. Chứ nếu mà mình cứ xô ra nhiều quá, đôi khi mọi người hát theo cái cách của mọi người và theo cái cảm nhận của mọi người thì nó lại mất đi cái tâm huyết và cái nội dung mà cái nhạc sĩ muốn gửi cảm đến cho bài ngỡ đó. Vậy thì em vừa rồi em nghe Thanh Thảo hát rồi em thấy Thanh Thảo hát sao? Tại vì là Thảo vừa hát một cái version là mới lại nên thế nên là một cái version nó dễ thương, khá là hiện đại và trẻ trung. Thế nhưng mà còn nhiều những version khác nữa, rất nhiều version khác mà riêng bản thân em, riêng bài hát ngỡ này thì em cũng khoảng độ gần 10 cái version để hát. Vậy thì bây giờ đến lượt em.
em vâng. sẽ chọn bài hit nào của Thanh Thảo? Đối với em thì Thanh Thảo vẫn là một trong những ký ức khi mà em bắt đầu mới đi hát. Và cái bài hát mà lúc mà em đã nhắc đó là Có Quên Được Đâu của nhạc sĩ Đức Chí là một trong những bài hát mà Thanh Thảo đã hát đầu tiên trong chương trình Duyên Dáng Việt Nam. Và em ấn tượng nhiều đối với bài hát đó. Và hôm nay có lẽ là xin được mượn bài hát này để mà hát trong chương trình ký ức ngọt ngào này. Vâng, và bây giờ xin mời quý vị cùng hướng mắt về sân khấu để thưởng thức tiếng hát của Quang Hà, Có Quên Được Đâu. Đêm mưa nằm đây khóc một mình, nhớ thương em anh từng xua đêm buồn. Và anh nghe tiếng mưa vẫn rơi đều, những giọt nước mắt chưa vơi. Biết xa nhau là em sẽ đau buồn, thế sao không chờ nhau cuối con đường. Đường dài mãi sao bóng em không quay lại, đã tìm anh bao buồn đau. Hứa thật nhiều, quên thật nhiều, đôi khi trách nhau có được đâu. Đến một lần, xa một đời, nhưng ta vẫn luôn nhớ về nhau. Hứa thật nhiều, quên thật nhiều, đôi khi trách nhau có được đâu. Một lần xa một đời, nhưng ta vẫn luôn nhớ về nhau. Đêm mưa nằm đây khóc một mình, nhớ thương em anh từng suốt đêm buồn. Và anh nghe tiếng mưa vẫn rơi đều, những giọt nước mắt chưa vơi. Biết xa nhau là em sẽ đau buồn, thế sao không chờ nhau cuối con đường. Đường dài mãi sao bóng em không quay lại, tan nát tim anh bao buồn đau. Thưa thật nhiều, quên thật nhiều, đôi khi trách nhau có được đâu. Đến một lần xa một đời, nhưng ta vẫn luôn nhớ về nhau. Hứa thật nhiều, quên thật nhiều, đôi khi trách nhau có được đâu. Đến một lần xa một đời, nhưng ta vẫn luôn nhớ về nhau. Nhưng ta vẫn luôn nhớ về nhau. Nhưng ta vẫn luôn nhớ về nhau. Vì thực sự lúc đó là nhạc sĩ Đức Trí là cố tình viết một cái bài hát để đóng đinh cho em luôn, để mà em có thể tham gia những cái chương trình lớn. Tức là một cái bài hát mà nó có đẳng cấp, một cái bài hát mang tính chất tự sự. Đó là cái tình cảm thực sự mà em gửi gắm trong cái bài hát, thì rất là dễ chạm vào trái tim của người nghe nhạc vào cái thời điểm đó. Vì vậy thì cái bài hát Có Quên Được Đâu cho tới tận bây giờ là hơn 20 năm rồi. Mà đi tới đâu thì đó là bài ballad mà đầu tiên cũng như là duy nhất của Thanh Thảo mà đóng đinh. Bây giờ anh hỏi Thái Ngân nè, em đi hát bây giờ là em có quản lý không? Dạ có. Cái người đó là cái người là móc xô cho em, tìm cho em phương hướng đi, hay là dạ. em là cái người? Em thấy thời điểm này nha, nó khác với lại các anh chị nhiều lắm. Hồi đó là sẽ có một cái người đồng hành luôn, lên kế hoạch đi cùng. Nhưng mà bây giờ tụi em thì em cảm thấy đa số là sẽ rất là khác. Đa số các anh chị chỉ phụ giúp cái về cái việc mà ví dụ khách hàng tới, thì các anh ấy, các chị ấy sẽ là cái người deal cái show đó như thế nào, hợp đồng ra sao.
Còn ví dụ như em đi, em làm việc với anh quản lý thì là tất cả mọi thứ em đều phải là cái người đưa ra kế hoạch. Em là cái người hát bài gì, em sẽ tự làm ra, em tự làm cái bài nhạc đó hoàn chỉnh luôn. Quay MV như thế nào cũng là em luôn. Em cảm thấy rất là thích việc mà có một cái người đồng hành mà từ hồi xa xưa cho tới kiểu mà mình mới bắt đầu chớm nở cho tới mà sau này khi mình thành công. Em nghĩ đó là một cái gì đó, sao ta, nó là may mắn ha. May mắn hả? Có đâu, có một mình anh Hà thôi em. Tức là anh Hà và anh Đăng Trường nữa cũng là những người rất là may mắn là có một người quản lý bao quát hết tất cả mọi vấn đề về chuyên môn lẫn công việc. Nhưng mà cái thời của tụi chị thì không có quản lý mà bao quát về chuyên môn đâu. Tức là tụi chị vẫn phải là những người mà tự thân vận động rồi tự nổi tiếng lên. Còn bây giờ các bạn thì lại được là 4.0. Tức là cái thời đại 4.0 là quá là may mắn, bởi vì là điều kiện phát triển của Internet rất là mạnh, nên là các bạn mau nổi tiếng và có những cái người quản lý hỗ trợ bên cạnh cũng tuyệt vời hơn là tụi chị ngày xưa phải tự thân vận động đấy. Theo em nghĩ giống như nãy chị Thanh Thảo có nói là bây giờ tụi em may mắn là tụi em có Internet, tụi em có công nghệ. Nhưng mà nó vừa là may mắn và nó cũng vừa là không may mắn đối với em suy nghĩ đó nha. Có nghĩa là anh chị hồi đó là kiểu, đối với em á, hồi đó em nghe nhạc á, là radio phát gì tụi em phải nghe cái đó. Anh mà bán đĩa đẩy tới cái đĩa gì thì tụi em phải nghe cái đĩa đó, tụi em không có sự lựa chọn. Nhưng mà cái thời điểm này nè, nó lợi cho tụi em cái là tụi em phát nhạc, rất là nhiều người nghe, rất là nhiều người biết. Nhưng mà nó có ở cái chỗ á, là người nghe người ta sẽ có hàng triệu sự lựa chọn khác nhau. Không chỉ ở Việt Nam mà cả ở quốc tế, người ta chỉ cần lên YouTube, Google, người ta search nhạc Thái Lan, nhạc Nhật Bản, hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu kết quả đổ lại. Thì tụi em phải là những cái người, phải là nếu như mà muốn sống, em dùng cái từ em hay nói vui là muốn sống thì phải cố gắng chứng tỏ bản thân của mình, tạo ra một cái màu sắc riêng của mình. Để mà giữa hàng triệu người đó, tại sao người ta lại phải search tới cái tên Phạm Đình Thái Ngân? Thì đó là cái mà em chăn trở nhất. Thì giống như chị nói, nó cũng là một cái lợi thế, nhưng mà nó thật sự là đối với em nó là một cái áp lực. Vâng, và bây giờ thì chúng ta đến với Kiếp Ngọt Ngào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với Kiếp Ngọt Ngào xem qua những kỷ niệm ngọt ngào của anh Quang Hà và Thanh Thảo. Xin mời các bạn cùng xem lên màn hình. Người đồng hành cùng em hơn 20 năm. Anh Quang Cường. Dạ, Cường là anh ruột của em. Đây là một trong những thành công của Quang Hà. May mắn của Quang Hà đấy. Wow, cái hình này là cái hình mà em đi diễn ở Mỹ đầu tiên này. Em năm 2000 với lại hai khán giả. Dạ, hai khán giả ở tại Mỹ, ở tại Cali năm 2005. Ồ, dạ. Lâu thế đó hả Hà? Vâng. Lúc này là em qua Mỹ lần đầu tiên. Cái bài hát gì mà khán Đình giả? Đình Mệnh, lúc đấy vẫn là Đình Mệnh. Vâng, Đình Mệnh chưa có bài ngỡ. Chưa, lúc đó 2005 thì mới Đình Mệnh mới được 2 năm. Thì em chỉ mang hai bài sang biểu diễn ở tại Mỹ. Mà nhạc trẻ của em đó là Định Mệnh và Xin Dành Chọn Cho Em. Còn lại là em hát Cổ Úa, Khúc Thụy Du, những cái bài hát mà nhạc xưa. Nhạc xưa. Vâng. Tiếp tục. Dạ, cái này là ekip của em này. Ôi trời ơi, em ơi, anh thấy em để tóc bây giờ hợp hơn hồi xưa. Hồi xưa em để cái tóc quá trời dài. Anh biết sao không? Anh biết sao không? Tại vì lúc đó mình ít tuổi á. Thế nên là mình phải để ăn mặc nó thùng thình, rồi mình phải để đầu tóc nó dài để mình trưởng thành hơn, mình không có bị nhăng nhít đó. Nhưng mà khi giờ mình lớn tuổi rồi thì mình lại muốn mình trẻ. Không bây biết giờ là quần thụng đang quay lại đấy. Không biết là Quang Cường có xem được cái clip này không nha. Nếu mà Quang Cường có xem thì phải nhìn lại hình ảnh của mình. Ồ, quá trời là đẹp. Nhưng trai không? Ngày xưa nhé là đang mốt thùng quần thụng nhiều. Bây giờ đang quay lại sẽ mốt quần thụng. Đúng rồi, đang quay lại quần thụng rồi. Vâng. Tiếp tục. Cái này là nhạc sĩ Quốc An này. Ở lúc này là em đang gặp anh Quốc An để xin bài Định Mệnh đó. Xin bài Định Mệnh đó. Và anh Quốc An khi mà viết bài Định Mệnh xong á, đưa cho em cái văn bản không có tựa đề gì á. Và lại em 5 triệu, lúc đấy là em phải trả góp 3 lần hết 5 triệu đó đó. 5 triệu lớn lắm. Lớn lắm nha. Lớn lắm. Tiếp tục. Cái này em biểu diễn ở Hoa hậu ở Mỹ này. Lúc này Thảo biết không? Nguyên Vũ với Nguyên Vũ này, rồi nhóm Mắt Ngọc. Rồi Trúc Lam, Trúc Linh. Rồi anh Kỳ Phương và chị Thúy Uyên nhá. Là Việt Nam qua. Còn Trúc Lam, Trúc Linh là bên Mỹ. Thì Thanh Thảo nhìn thấy không? Justin đó. Justin
À, đó, Justin lúc đấy là đi nhảy nhá. Lúc đấy là đi múa thôi nhé, chưa đi hát. Dạ 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 dạ. Học trò của em. Học trò của Thảo. Sau đó thì bắt đầu mình đi hát, và lúc này đang đi nhảy phụ họa này. À. Tiếp tục. Cái gì em đây? Hát cái bài gì vậy? Em cũng không nhớ được bài gì nữa, nhưng chắc trong một chương trình đấy giai điệu gì kia. Giai điệu thì chắc là ở nhà văn hóa thanh niên. Cái bộ này chắc em cũng chỉ hát bài Định Mệnh mà thôi. Đằng sau lưng có một con gấu, chắc chắn là khán giả tặng cho em. Dạ đúng rồi, lúc đó thì hiện tại bây giờ em đang có một cái căn phòng khoảng độ tầm 30 mét vuông mà toàn gấu. Gấu bông không? Thì khán giả kỷ niệm. Nên là hoa này, hoa giả này, rồi gấu bông này là một nhà luôn. Cái mức là bà Chi. Em chào là bà Chi. Bà Chi đấy, Thanh Thảo bà à? Chi. Dạ. Em với là mẹ em của ơi. Em đấy. Em ơi, dạ. Hồi xưa em sao nhé, em giống trai đấy. Đúng rồi. Bây giờ em vẫn giống con trai. Hả? Không, bây giờ khác hẳn à. Chẳng có khác như vẫn là thích phong cách tomboy như vậy. Vẫn là hip hop. Là ca sĩ nghĩ ra cái phong trào đưa nhạc hip hop về Việt Nam cơ mà. Đầu tóc rồi thắt bính rồi. À đây tomboy từ bé. Dạ. Còn đây là mẹ em. Em bây giờ đang ở Việt Nam hay ở Dạ, mới vừa định cư ở Mỹ ở khoảng Mỹ. Vài tháng nay. Chúc mừng ha. Dạ. Rồi tiếp tục. Cô bé xinh xắn, nhỏ nhắn. Cái này đi lãnh thưởng. Dạ 4 tuổi á. 4 tuổi đi lãnh thưởng mẫu giáo về đó. À. Dạ. Em đẹp từ hồi nhỏ rồi. Trời ơi. Có nét từ nhỏ mà lớn lên bớt rồi. Mắt to thế nhỉ. Dạ, lớn lên bớt đẹp á chứ hồi nhỏ đẹp lắm á. Mắt to. Tiếp tục. Bắt đầu đứng lên. Cái này 7 tuổi, 7 tuổi. 7 tuổi. Dạ. Em cảm giác hồi nhỏ chắc chị quậy lắm đúng không? Quậy lắm. Con quậy trai từ nhỏ mà, tới lớn luôn. Em chụp ở nhà? Dạ trong nhà đấy, nhà của bà ngoại. Bây giờ vẫn còn ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật á. Coi như là vẫn giữ lại để làm nhà hương quả để mà thờ nhà bà đường. Dạ dạ. Tiếp tục. Đấy. Thảo đâu? À đứng đây, đứng đây. Đội nón đen á hả? cái này là giống Đố anh là ai? Đố anh là ai? Bên đây là sĩ Ben. Không phải. Hả? Phải sĩ Ben không? Sĩ Ben là ở giữa. Sĩ Ben Lý Hải. Sĩ Ben Lý Hải. Đúng rồi. À bên này chính anh Thuận. Nhất Hào. Nhất Hào. Còn em là Thanh Thảo đó. Dạ, bốn anh em hồi đó là cùng một công ty Rạng Đông. Là ca sĩ độc quyền của Rạng Đông hết. Của chị Dung ha. Dạ của cô Dung, của má Dung Rạng Đông á. Thành ra là bốn anh em đang đi quay MV. Em ơi. Dạ. Nếu mà bây giờ ngược lại thời gian mà anh nhìn em vậy, chắc anh không nhận em ra là một Thanh Thảo, một cô gái Thanh Thảo đâu. Anh tưởng em là hot boy thì chứ. Dạ em biến hóa khôn lường lắm anh. Búp bê mà còn có đến 5 hình ảnh là anh biết. Đẹp rồi. Quá trời. Tiếp tục. Lâm Khánh Chi. Đây là show chắc là em đang hát ở live show của Lâm Khánh Chi đó. Lan Anh phải không? Dạ, đây là một cái ký ức rất là ngọt ngào. Đó là em với lại Lâm Khánh Chi, hồi đó là Lâm Chí Khanh. Là một cặp đôi mà rất là hot ở các cái chương trình đại nhạc hội. Và thường xuyên đi lưu diễn ở các cái tỉnh thành với nhau. Mà nhất là ở miền Tây, miền Trung là cặp đôi này rất là hot. Tiếp tục. Em ơi, cái hình này anh nhìn em like thiệt đó nha. Cái này là like sinh nhật kìa. À, sinh nhật ấy. Hồi đó là năm nào mà đến 8 tháng 3, tại vì sinh nhật của em là 8 tháng 3. Em ơi, cậu này phải là Đạt không? Anh Tiến Đạt. Đinh Tiến Đạt đó. Dạ, hồi đó là bạn này ở trong vũ đoàn Hoàng Thông. Và nhảy trong nhóm nhảy của em. Và lúc đó thì em mới nghĩ ra cái phong trào là hát nhạc dance mà có pha rap. Thì khi mà em hát rap như vậy thì cái giọng ở trong cái bài rap đó là giọng của A Dìn đánh trống á. Đó, nhưng mà mình nói trời, lên sân khấu mà bây giờ tự nhiên nghe cái giọng độc rap mà không có thấy ai hát hết là nó kỳ. Cái là mình nhìn vô vũ đoàn mình nói à, bạn này được, bạn này sẽ có cái hào quang để trở thành một rapper. Thì em mới bốc bạn lại, em nói là bây giờ bạn có thể trở thành rapper của mình hay không. Bạn đồng ý và bắt đầu bạn luyện và bạn bắt đầu tập tất cả những cái bài mà đọc rap cho Thanh Thảo đầu tiên. Và sau đó bắt đầu bạn trở thành một cái rapper rất là nổi tiếng như là bây giờ mọi người biết là Đinh Tiến Đạt. Đinh Tiến Đạt. Vừa rồi là những hình ảnh gợi lại những ký ức rất là ngọt ngào của Thanh Thảo và Quang Hà. Bây giờ anh mới hỏi Thanh Thảo. Dạ.
sau bao nhiêu năm với bài hát vừa rồi, em nhớ lại kỷ niệm gì qua bài hát đó? Bài hát Vị Ngọt Đôi Môi là một cái kỷ niệm rất là đẹp, mà là một cái gắn bó có thể là nói là quý vị khán giả biết Thanh Thảo và Quang Dũng là một cặp đôi vì bài hát Vị Ngọt Đôi Môi. Mặc dù là hát song ca rất là nhiều bài, nhưng mà bài Vị Ngọt Đôi Môi vẫn là một cái bài hát đóng đinh cho cái tên tuổi của Quang Dũng và Thanh Thảo. Chính xác. Đây là một cái sự kết hợp mà trên cả tuyệt vời, và là một cái sự bổ trợ cho cả hai ca sĩ, và là một cái kỷ niệm rất là ngọt ngào, một cái ký ức đẹp mà cho tới tận bây giờ Quang Dũng, Thanh Thảo vẫn còn được khán giả nhắc tới là qua bài hát Vị Ngọt Đôi Môi. Vâng, và sau những dòng tâm sự của Quang Hà và Thanh Thảo, chương trình có một món quà rất là đặc biệt gửi tặng cho Quang Hà và Thanh Thảo. Xin mời. Và sau những khoảnh khắc vô cùng hoài niệm của ca sĩ Quang Hà và búp bê Thanh Thảo, hôm nay chương trình có gửi đến cho hai bạn một kỷ niệm chương, kỷ niệm cho ký ức ngọt ngào. Đây, Thanh Thảo. Cảm ơn anh. Và cảm ơn hai bạn trẻ đã đến tham gia chương trình Ký ức ngọt ngào ngày hôm nay. Vì thời lượng đã hết rồi, chúng tôi xin được tạm dừng ở đây. Và hẹn tất cả quý vị khán giả vào tuần sau với chương trình Ký ức ngọt ngào. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty MNT Picture thực hiện. Chương trình phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1, và phát lại ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 2. Còn bây giờ, toàn bộ ekip chúng tôi xin chào, tạm biệt. Tuần sau, chúng ta đến với những nghệ sĩ tài năng của làng nhạc Việt. Họ đã tận tụy phục vụ công chúng trong nghiệp cầm ca của mình và xứng danh với danh hiệu danh ca. Và họ là ai? Chúng ta cùng đón xem chương trình Ký ức ngọt ngào. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 7 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, và phát lại vào 13 giờ ngày hôm sau, thứ hai, ngày 24 tháng 7 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.